Trở lại bản tin ngắn. Chủ tịch Ủy ban cách thức về phương tiện của Hạ viện đã làm Jason Smith cho biết hôm thứ Hai. Thỏa thuận nợ trần thực hiện sau khi sở thuế thực thi bằng cách cắt giảm tài trợ của cơ quan. Thỏa thuận nợ trần nhắm mục tiêu thực thi của sở thuế. Đây điểm cũng rất là mấu chốt nha quý vị. Thực thi là gì? Là audit. Quốc hội đã công bố một bản lập pháp cho thỏa thuận nợ trần giữa Kevin McCarthy và Joe Biden, được gọi là đạo luật trách nhiệm tài chính. Hạ viện tạm thời sẽ bỏ vào dự luật này ngày mai, là ngày thứ Tư. Trong một số cải cách giới hạn chi tiêu của dự luật sẽ hủy bỏ 1.4 tỷ đô la tài trợ không bắt buộc sở thuế từ việc tăng tài trợ của đạo luật giảm lạm phát của cơ quan này. Thỏa hiệp được xảy ra giữa ông Kevin McCarthy và Biden. Các dự luật phân bổ trong tương lai cũng sẽ giảm khoảng 10 tỷ đô la tài trợ cho sở thuế từ năm tài chính của 2024 và 10 tỷ đô la cho năm 2025. Điều này sẽ thực hiện một số sự sụt giảm đáng kể trong nguồn tài trợ tăng thêm cho sở thuế được tạo ra nhờ cái đạo luật giảm lạm phát. Vẫn chưa chắc chắn cơ quan của tổng quan chức tòa bạch ốc đã gợi ý trong tuần này họ rút tiền từ đâu để tài trợ cho đạo luật giảm lạm phát. Cái vấn đề nằm ở chỗ ai đóng khe. Còn họ có thể móc túi từ tiền quốc phòng, đó là chuyện quốc hội sẽ giám sát sao. Cái đạo luật giảm lạm phát đã tài trợ cho sở thuế 80 tỷ đô la thuê 87.000 nhân viên. Trong khi đó, ông Smith cho biết trong một cuộc họp thứ Hai, việc tăng lương khổng lồ mà đảng Dân Chủ đã đưa ra cho sở thuế trong đường giảm phát, đặc biệt là sau khi thực thi sẽ bị ảnh hưởng đến việc thực thi. Cắt giảm nguồn tài trợ cho nhân viên sở thuế là bổ sung cho kế hoạch quan trọng của chương trình nghị sự cam kết của nước Mỹ, của đảng Cộng Hòa mà họ đã công bố trước cuộc bầu cử 2022. Cái báo cáo đề xuất cho một phân tích sơ bộ về đạo luật trách nhiệm tài chính sẽ cắt giảm chi tiêu hơn 2.100 tỷ đô la. Ông Smith và một số thành viên của đảng Cộng Hòa lâu năm cho rằng dự luật chủ yếu sẽ nhắm vào tầng lớp trung lưu của sở thuế. Và CBO cũng nói rõ, cuộc kiểm toán sở thuế sẽ lấy đi ít nhất 20 tỷ đô la từ người Mỹ tầng lớp lao động trung lưu. Lý do đó, cái vấn đề quan trọng nhất là sự cắt giảm 10 tỷ. Tôi đọc lại một lần nữa chỗ này cho nó rõ nè. Thỏa hiệp giữa Kevin McCarthy và Biden, các dự luật phân bổ trong tương lai cũng sẽ giảm 10 tỷ đô la tài trợ cho sở thuế trong năm tài chính của 2024 và 10 tỷ đô la cho tài chính của 2025. 26, 27, 28, 29 là đương nhiên đã phải thuộc về quốc hội mới của 2025. Giới hạn chi tiêu dự luật sẽ hủy bỏ 1.4 tỷ đô la tài trợ không bắt buộc sở thuế bị tự tăng tài trợ đạo luật giảm lạm phát cái thời điểm của Biden thông qua. Đó là bản tin ngắn. Từ từ thì chúng ta sẽ cập nhật lại cho quý vị tất cả những cái bản tin này. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình của bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.